Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề tay xanh. Chúng ta sẽ khi mà biết là bị bệnh tay xanh thì chúng ta sẽ đưa ra hướng xử lý như thế nào? Hay là còn em cũng trả lời, đây cũng là tính là video trả lời cho các bạn đã bình luận video vừa rồi là hỏi tay xanh có điều trị được hay không. Trong video ngày hôm nay, em muốn mọi người hãy hiểu rõ giùm cho em hai vấn đề. Tức là bản chất của cái việc mà điều trị bệnh tay xanh nó sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khi heo bị nhiễm virus, không kể về tay xanh và tất cả các virus khác, thì chúng ta không có kháng sinh điều trị. Đó là cái thứ nhất. Vì vậy thì bắt buộc chúng ta phải hỗ trợ thật tốt cho heo khi heo bị bệnh tay xanh hoặc là khi nhiễm virus, để cho heo năng sức đề kháng, tự vượt bệnh, tự khỏi bệnh. Cho nên khi heo mắc bệnh về virus, càng nhỏ thì càng khó trị và càng lớn thì chúng ta càng dễ vượt qua. Đó là vấn đề bản chất thứ nhất. Bản chất của vấn đề thứ hai là ở đây, khi heo ghép bị bệnh do virus tay xanh hoặc là virus khác thì hầu hết là hiện nay sẽ đều ghép với các bệnh khác, chẳng hạn như là tụ huyết trùng, viêm phổi dính xương gọi là Glasser hoặc là ABB, hen suyễn. Đấy là cái vấn đề phía sau mà chúng ta cần phải hiểu. Và chúng ta quay trở lại cái lúc đầu một tí, là như em đã nói là khi bị virus tay xanh thì không có thuốc chữa thì làm sao? Tức là không có kháng sinh đặc trị. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như vậy, không có kháng sinh đặc trị thì chúng ta bắt buộc phải hỗ trợ cho thật tốt cho heo, để heo có tăng sức đề kháng để nó tự vượt bệnh. Còn tại sao chúng ta thấy người ta đánh kháng sinh? Bởi vì ở đây tính kháng sinh tức là chúng ta hiểu là người ta đang đánh, gọi là đánh cái bệnh kế phát nha mọi người, chứ không phải là đánh cái bệnh tay xanh. Ở đây gọi là đánh cái bệnh kế phát. Thì chúng ta phải hiểu là cái bệnh kế phát đó, nó tùy thuộc vào cái nguồn heo là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là tùy thuộc vào cái vùng mà chúng ta chăn nuôi, nó thường hay xảy ra cái bệnh gì thì chúng ta phải dự đoán và đánh cái kế phát đó phía sau. Và ở đây em cũng đưa ra cái đánh kế phát của công ty, là cái chuồng trại của em đây. Và tất nhiên thì tất cả các nguồn heo nó cũng tương tương lẫn nhau, nhưng mà chúng ta quan trọng biết là cái nguồn nó hay xảy ra cái bệnh gì và chúng ta điều trị nó hiệu quả hơn. Việc đầu tiên mà chúng ta cần làm lúc này là chúng ta phải phun sát trùng ngày một lần trong chuồng trại, chuồng nuôi của chúng ta. Và mọi người nên nhớ là nếu có thể được thì nên luân phiên sát trùng để cho tránh cái sự nhận thuốc. Và chúng ta phun sát trùng cái lúc này để là mục đích là giảm cái mật độ của mầm bệnh, giảm áp lực bệnh trong chuồng nuôi để cho con vật có khả năng hồi phục khi chúng ta đánh cái kháng sinh vào. Và vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải hạ sốt cho heo toàn đàn bằng cái Paracet. Bởi vì lúc này khi heo bị tay xanh thì toàn đàn sẽ sốt rất là nhiều. Và vấn đề thứ ba là chúng ta dễ dàng trong công tác chăn nuôi thì bắt buộc chúng ta phải gom tách lọc những con bệnh riêng ra. Những con bệnh nặng có hiện tượng mà khó chữa thì chúng ta phải đưa về sát quạt để cách ly. Còn những con có thể chữa được thì chúng ta gom lại những cái ô ở giữa như thế này. Chúng ta gom hai bên để chúng ta dễ điều trị. Đây là hai cái ô bệnh của em. Đó là cái chúng ta hỗ trợ. Và tiếp tục, cái vấn đề tiếp theo là mọi người nên nhớ là chúng ta phải hỗ trợ thật tốt cho heo giai đoạn này, cho nên bắt buộc chúng ta phải làm sao thông thoáng chuồng trại này, ấm khi heo con, ấm nhưng mà phải thoáng, còn heo lớn thì tất nhiên là phải mát. Thức ăn, nước uống là phải sạch đầy đủ. Và sẵn nói hỗ trợ thì em tôi nói tiếp luôn, bắt buộc chúng ta phải hỗ trợ những cái dòng sản phẩm tăng sức đề kháng này như beta glucamin hoặc là những cái sản phẩm như là Circulin của bên công ty thú y xanh, hoặc là một số sản phẩm lắc em sẽ đưa lên những hình ảnh cho mọi người xem. Mọi người nói chung thì chúng ta có sản phẩm nào mà hỗ trợ tốt thì chúng ta nên hỗ trợ cho heo cái giai đoạn này. Và những cái sản phẩm như B-Complex hoặc là ADA thì hãy hỗ trợ tốt. Kể cả men tiêu hóa chúng ta vẫn thường xuyên liên tục cho ăn trong suốt quá trình điều trị bệnh khi heo mắc bệnh tay xanh. Và em xin nói thêm là giai đoạn những khi heo bệnh này, chúng ta nên bổ sung điện giải, các chất điện giải như glucose hoặc là electrolyte để cho heo bù nước, cơ thể heo nó mát hơn,
nó tạo cái sự thoải mái hơn khi mà heo bị bệnh. Đó là cái vấn đề mà bổ sung chúng ta hỗ trợ cho heo trong thực tế mà chúng ta có thể làm được. Còn khi nói về vấn đề kháng sinh, lúc này chúng ta sẽ trộn cái gì? Ở đây tất nhiên là khi chúng ta phải hiểu là tùy vào cái giai đoạn heo mắc bệnh. Như ví dụ em nói trong thực tế của bài của em đi, thì giai đoạn này thì heo sẽ thường ghép vào cái bệnh gọi là liên cầu khuẩn và cái bệnh được gọi là sơ, gây viêm phổi này, gây viêm khớp trên heo. Giai đoạn này nếu mà em đảm bảo heo có vấn đề tai xanh thì chúng ta sẽ thấy heo bị viêm khớp rất là nhiều. Vì vậy ở đây công ty người ta sẽ đưa ra cái phác đồ là dùng amoxicillin. Đang nói về thuốc trộn nha mọi người. Đây là amox kết hợp với lại timicusin. Hai cái dòng đó là chính. Liệu trình kháng sinh trộn là 7 đến 10 ngày tùy theo tình hình của heo. Và trong thực tế thì em đánh đến 7 ngày. Thì sau đó chúng ta tiếp tục là đánh cái dòng phlo. Mặc dù là giai đoạn này thì thường rất ít đánh phlo. Nhưng để đánh viêm nhiễm đường tiêu hóa và điều trị cái đường hô hấp thì bắt buộc chúng ta phải đánh phlo. Đánh trong vòng 5 ngày rồi chúng ta nghỉ, chúng ta bắt đầu là chúng ta phải giải độc gan, quanh lại là vấn đề hỗ trợ cho heo. Còn nếu ngoài thực tế, nếu anh em thấy đàn heo của chúng ta có khả năng hồi phục thì chúng ta nên đánh kháng sinh, những dòng amox và timi, có thể là kết hợp colistin nếu mà heo tiêu chảy. Trong vòng khoảng 5 ngày hoặc 7 ngày thì chúng ta nên dừng lại để chúng ta giải độc gan thận cho nó. Rồi tiếp tục chúng ta hãy đánh cái dòng kháng sinh như phlo hoặc là phlo doxy hoặc là tilang doxy hoặc là doxy timi, những cái dòng mà đánh trên cái hướng phổi rất là tốt thì chúng ta nên kết hợp để mà đánh. Nó cũng tùy thuộc vào cái bệnh, cái hiện tượng bệnh của heo lúc này mà chúng ta đánh cho nó hiệu quả hơn. Đó là trong cái thực tế và trong cái mong muốn của em. Nếu mà em nuôi bên ngoài, chúng ta xử lý bên cái dàn tây xanh nó như thế. Còn về thuốc tiêm thì chúng ta tiêm những thuốc gì? Thì đầu tiên về tổng đàn, trừ những ô bệnh nặng ra, chúng ta có thể tiêm là ceftiofur hoặc là gentamox hoặc là amoxicillin kết hợp với desa. Và nếu mà chúng ta sẽ tiêm ceftiofur thì chúng ta nên kết hợp với lại barom. Thì nếu mà có hiện tượng khó thở trong giai đoạn này thì sẽ rất là hiệu quả. Và liệu trình tiêm thì ít nhất chúng ta phải tiêm được 2 mũi cho tổng đàn. Rồi sau đó chúng ta mới tách lọc lựa tình tùy theo tình hình mà chúng ta là lọc lựa tiếp những con heo bệnh ra ngoài. Còn đối với những ô bệnh nặng, như trường hợp của em là khớp nặng thì bắt buộc mũi đầu tiên em sẽ tiêm là tula, gọi là thành phần tula sinh nha mọi người. Tất nhiên là em có kết hợp với thuốc bổ gọi là Catovet của thú y xanh. Cái dòng chính là cái trong đó các thành phần chính là B12. Và sau đó thì em tiêm là ceftiofur. Và ngày cách ngày thì chúng ta cứ tiêm lại cái amoxicillin. Hoặc nếu mà chúng ta có gentamox thì rất là hay. Hoặc là chúng ta có thể tìm được cái sản phẩm mà amox nâu á mọi người. Thường thì công ty Hùng Nguyên có cung cấp. Sản phẩm amox nâu này là gồm mà nó kết hợp với hai thành phần, giữa là amoxicillin và cái axit clavulanic. Nó sẽ điều trị cái bệnh khớp trên heo rất là hay. Hoặc là chúng ta có thể là dùng cái dàn Benditrep, những cái kháng sinh phổ rộng bên cái viêm nhiễm, chúng ta tiêm cho những cái ô mà bị cò cọc do cái viêm khớp gây ra như thế này. Liệu trình tiêm là từ 3 đến 5 ngày. Nhưng trong thực tế ở đây thì chúng ta cứ điều trị mãi, đến bao giờ bớt thì thôi. Mọi người cứ nhớ là cứ chúng ta phải kết hợp thêm với thuốc bổ tim. Hoặc là chúng ta đôi khoảng vài ngày thì chúng ta nên cái giải độc gan cho heo trong những ô bệnh là được. Còn chúng ta không thể nói là bao nhiêu ngày là bớt được, bởi trong tình hình thực tế nó rất là khác với những cái lý thuyết mà chúng ta đưa ra. Và đó là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ mọi người về cái điều trị bệnh tai xanh trong cái video ngày hôm nay. Mọi người chỉ nhớ dùm cho em bản chất của vấn đề, tức là tai xanh là không có thuốc kháng sinh điều trị. Thì chúng ta bắt buộc phải hỗ trợ thật tốt cho heo trong cái giai đoạn này, tạo điều kiện sống thật tốt, phù hợp với mọi trong cái lứa tuổi mà heo
nhiễm bệnh. Nhớ là tăng cường sức đề kháng là rất quan trọng trong cái giai đoạn này. Bằng những cái sản phẩm, bằng những cái dược phẩm mà chúng ta tìm được, thấy được trên cái thị trường như beta glucamin hoặc sacolin này kia. Còn thuốc tiêm thì mọi người nhớ, song song đó thì chúng ta nhớ là sát trùng này, rồi hạ sốc cho heo là cái quan trọng. Và chúng ta tiêm thì chúng ta nên tiêm là những cái dòng Ceftiofur hoặc là Gentamox hoặc Amoxicillin hoặc là Tula thì theo cái trường hợp heo nhiễm bệnh. Tức là chúng ta phải dựa vào cái ngày tuổi của heo, dự đoán là heo bị cái nhiễm cái kế phát là cái gì mà chúng ta chọn cái sản phẩm, cái thuốc điều trị hiệu quả. Và mọi người chỉ nhớ là cái thuốc điều trị này á, là tức là chúng ta dùng cái sản phẩm mà nó phổ rộng trên cái đường hô hấp là một, và phổ rộng trên cái đường viêm nhiễm như cái gọi là những cái dòng beta lactam mà điều trị viêm nhiễm trên heo đấy, phổ rộng đấy, thì chúng ta dùng hai cái dạng đó thôi. Trên cái tên tuổi thì thành phần đôi lúc chúng ta đọc khác, nhưng nếu mà chúng ta hiểu thì mọi người chỉ nhớ là chúng ta kết hợp hai cái dòng sản phẩm, một là đánh trên hô hấp, hai là đánh trên viêm nhiễm. Thì chúng ta kết hợp hỗ trợ thật tốt những sản phẩm hỗ trợ tới sức đề kháng, ADE, bổ sung B complex, điện giải này kia. Thì sau quá trình 7 đến 10 ngày thì heo nó sẽ hồi phục tốt và nó sẽ tự vượt bệnh, tự vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và khi heo đã ổn định rồi thì mọi người nếu mà nghi ngờ cái vùng đó nó dễ bùng dịch lại thì chúng ta nên làm lại vaccine. Còn trong thực tế, đối với anh em chăn nuôi gia công thì sẽ không bao giờ có chuyện là làm lại vaccine. Cho nên là em chỉ chia sẻ mọi người đến đây thôi. Còn có gì thì mọi người cứ xin góp ý, chúng ta sẽ tìm ra những cái nào hay hơn, cái phương pháp nào hiệu quả hơn. Tất nhiên trong khi làm video thì em cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Nói chung là không có đưa ra cái phác đồ nó suôn sẻ được. Cho nên là anh em nào chưa hiểu lắm, chưa cần cái gì đó thì chúng ta có thể comment, nhắn tin hoặc là kết hợp kết bạn Zalo số 0943 764600 thì chúng ta có thể tâm sự và chúng ta trao đổi thêm, giúp đỡ nhau trong cái vấn đề phát triển cái chăn nuôi heo này. Còn bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Có thể thì em sẽ làm tiếp về vấn đề tay xanh, ví dụ như chúng ta phân biệt bệnh tay xanh và các bệnh khác và thường nó ghép với những cái bệnh gì trong từng cái lứa tuổi của heo, và chúng ta phòng bệnh như thế nào, làm vaccine như thế nào cho hiệu quả. Đó là cái video sau. Còn bây giờ thì em xin chào.